Hey, chào cả nhà nhá hôm nay anh bạn em anh em mượn vf 8 hôm nay là lần đầu tiên cho xe anh em mượn anh em mượn anh ấy nghiên cứu mấy cái đồ trên xe em ấy thì anh ấy đổi cho xe CR crv để đi thì hôm nay cũng sẽ là một video để chia sẻ cảm nhận đây là đúng cảm nhận người dùng luôn cho anh chị em về một chiếc xe này thực ra thì lâu lắm rồi em không đi xe xăng nói thật là cũng phải tầm được nửa năm rồi và đặc biệt là crv thì xe này hình như là cũng cũng cả năm chưa được bao giờ được đi luôn đấy thì hôm nay là, là cảm nhận rất là khách quan về chiếc xe này Đầu tiên thì cho mọi người xem về cái nội thất Nội thất xe thì nói chung là khá là lịch sự Nói chung là Nhật Bản làm chiếc xe CRV này thì Mang lại cảm giác nó 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 hơi đứng tuổi Đấy, lịch sự và nó khác hẳn với xe 5 bằng tiền phân cùng phân khúc thôi Thì chiếc xe này thì nó mang lại cảm giác nó nó sang trọng hơn về vấn đề liên quan đến công việc Thì xe này đã được thay một cái màn hình rất đẹp thật đấy, biết màn hình gì mà rất là đẹp Ok Thôi, bây giờ sẽ là cảm nhận đầu tiên khi mà bước lên chiếc xe này. Là mình sẽ đi thôi. Vào số này. Cái nhược điểm của số dọc này, này là em rất là không thích vì khi mình kéo rất dễ nhầm vào số S này nên là phải để ý đấy. Số D thôi. Nào đi thôi. <laughs> cảm nhận đầu tiên là nghe máy phía trước kìa. Nó kêu giống như xe máy dầu, không không hiểu sao mà xe máy CRV mà lại máy kêu hơi to. Thì có thể là do cái xe này nó cũ rồi, xe này đi 8 vạn rồi nhà mình ạ, 2018 nhưng mà với lại nữa là thực sự là có thể là do lâu lắm mình không nghe tiếng máy thật sự là, là 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 bọn em em đi xe kia thì chả bao giờ cứ dẫm là ra là đi thôi. nó như cái... đấy ui rồi máy kêu to với số vào nó hơi gọi là không biết tả cái gì nói chung là nó 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 khác hẳn khác hẳn một trời một vực so với mình đang đi xe điện đấy à, ok cách âm thì nói chung là hình như xe này đang lốp Michelin đấy nên khá là êm về cái khoảng cách âm về gầm cái cách khoảng, khoảng, máy kém quá không biết sao xe máy xăng có 1.5 thôi mà khi mình dẫm ga ấy, cái tiếng của động cơ nó nó kêu rõ ràng luôn rồi không biết xe này có auto hold không nhỉ à, có auto hold này ấn ok có auto hold VF8 thì chưa có auto hold nhé à, bản cập nhật mới nhất 8.7.6 thì sẽ có còn bản hiện tại thì chưa có Ok, xe này có k 360 nét thật Đây, camera 360 đây Cái này chắc là bản lắp thêm thôi chứ theo xe thì không có Rồi ờ, cảm giác lái sao thì vô lăng xe này đã đang nặng hơn xe VF8 còn các so với xe khác thì không biết đấy ui giời gà gái nó gừ 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 xong rồi nó... nó, hơi bênh bênh cái đầu nhẹ nhẹ lên chung là 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 là, là mình chưa quen lắm tại vì đang đi kiểu cái xe điện nó khác rồi thực sự là cái kiểu mà đi xe điện kiểu đi xe xăng nó không giống nhau với nhà mình ạ. À. Kiểu xe điện nó nó đi nó có phanh uh, tái sinh rồi rồi nó có uh, không có sang số rồi. rồi là cái 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 việc mà dẫm chân ga nó mượt lắm, nó dẫm nó mút đi, nó mút cái xe đi chứ nó không có cảm giác Ví dụ mình dẫm này thì đấy cái xe này nó bị gù, gù, gù xong rồi nó có thể nó sẽ giật lên một tí ở cái số đầu. Nhưng mà xe điện thì không, xe điện nó không có tiếng gừ là một. Thứ hai là nó sẽ không bị 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 bị, bị uh, nó nó, nó nó mềm hơn so với việc mà cái ga của xe số xe xăng này đấy đấy cái, cái việc mà đẩy đang đi này mà đang ở chân phanh nhá mà nhả sang chân ga mày giảm một tí để đi nhá thì nó cứ bị hững cái đoạn đầu ấy sau nó mới giật một cái nó ôm như kiểu nó vào số ấy mặc dù xe này là xe số vô cấp này ok về cơ bản thì xe này có một cái ưu điểm trong trong cái, cái cái, cái, tiêu chí người dùng Việt Nam mình nó là thứ nhất là xe Nhật đấy, thứ hai lại xe 7 chỗ Honda thì luôn là một cái điều mà mang lại cái niềm tin rất là tốt cho với tâm lý người khách hàng. Đấy, rồi đấy. Đấy em em cho mọi người xem đúng không? Khi mà mình đang dừng như này mà đèn xanh, mình dẫm ga vào đi ấy thì nhà mình sẽ thấy nó 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 nó, nó trộm đi một cái. Mặc dù xe này máy rất là nhỏ thôi. Đấy. Đấy giờ thấy giờ có nghĩa là cái cảm giác này chỉ, chỉ lâu lắm em không gặp ở trong xe của em nên là em sang xe này em thấy em giật mình. À về vấn đề liên quan đến CRV CRV có một cái điều mà hơi thiệt thòi cho anh chị em là vừa rồi CRV nó giảm giá kinh quá. Một chiếc CRV bây giờ chỉ có hơn 900 triệu mới tinh, không biết là cả đăng ký vào là bao nhiêu nhưng mà anh này sẽ vào cho anh vào. À, cả đăng ký vào nó sẽ, em nghĩ em đoán nó khoảng 1 tỷ. Thì 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 như cái người mua đầu tỷ hơn tỷ tí thì cái người mua đầu thì có vẻ hơi thiệt thòi. Tại vì uh, vừa rồi là thực sự là thị trường xe ô tô Việt Nam nó ế, kinh khủng luôn. Thấy bảo là Santa Fe mà giảm đến tận 200 triệu mà vẫn còn thế. Thì xe này giảm mà hơn trăm hay sao ấy. Thì như xe này anh bạn em mua là mua lại Năm ngoái 2018 Biển thành phố Thì như anh mua lại là 880 hay sao Năm nay thì anh chỉ mong muốn là bán được 700 mấy thôi Nhưng mà chắc cũng 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 hơi khó Thị trường năm nay xe ô tô cũ cũng, cũng khá là căng Bản thân những người thợ buôn xe người ta còn còn phải cắt lỗ rất nhiều Rồi ok tàn mạng việc đấy thôi Còn về vấn đề liên quan đến xe thì đúng là 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 anh chị em nào mà chưa đi xe điện thì cũng khó tả nhưng mà đi rồi thì sẽ hiểu là khi mà quay về xe xăng sẽ thấy những cái cảm nhận của xe xăng mà không bao giờ mình gặp được trên xe điện như số má hay như động cơ tiếng động cơ thì chắc là 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 xe điện không có thì 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 mọi người sẽ giật mình khi mà đang đang đi êm quá thì chuyển sang phải đi cái xe nó gừ, 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 như số ấy, như thế thì thì, thì à, không biết anh này đi kiểu gì không biết rồi ok đấy khi mà khi mà đang từ chân phanh sang chân ga là cứ nó cứ giật lên một cái thì không hiểu sao mặc dù xe này xe mới thôi nó mới đi có 8 vạn thì cứ khác gì mới đấy u, đây. anh không anh chị em không hiểu được cái cảm giác mà khi mình dẫm ga xe kia nó mút nó không nó không gọi là một trễ một tí gì luôn tại vì xe nó không có turbo nên là khi mà 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 mình đi quen chân rồi đấy thì chuyển sang này mình sẽ thấy là cái xe này nó ì ạch nó nặng dù là với khối động cơ 1.5 turbo này thì nó dùng chung nó rất nhiều loại xe, uh, Civic rồi là CRV rồi A-coc, dùng chung một cỗ máy. Nhưng mà uh, lên cái xe này tinh chỉnh thì nói thật là với khối động cơ như thế này thì, thì không 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 đáp ứng được so với xác này đâu. Ở Việt Nam thì ok, tại vì uh, cái đường Việt Nam mình chỉ đi chậm thôi mà. Hệ thống treo thì cũng uh, ở trong cái mức chấp nhận được uh, so với 4 năm sử dụng biết là xe sửa chữa gì không nhưng hệ thống treo thì gọi là bảy điểm chấp nhận được. ai vào đây một chút. ok em sẽ vào đây em em có công việc một tí tí là em uh, lại uh, là lên đường thì sẽ quay tiếp tục nhà mình để chia sẻ về về cảm nhận tiếp theo trên những con đường đấy nhá. À, em đây định qua nhà chỗ này có việc nhưng mà uh, đây em nó không có nhà nên đi về luôn. ok tiếp tục là cảm nhận chiếc xe CRV này thêm khoảng uh, một lúc nữa xem như thế nào. Thì uh, quan điểm của em bây giờ là trước đây thì xe ô tô nó không biết như nào như trước đây, trước khi mà ô tô nó nó còn đắt ấy thì CRV hay CX 5 hay là Santa Fe cũng là một cái do gì đó nó khá là sang trọng và khá là xa xỉ. Thế nhưng mà năm vừa rồi là sự sập sàn của tất cả các hãng xe, đặc biệt là những cái xe mà tầm phân khúc như CRV, CX 5 hay là Santa Fe ấy nó làm cho cái 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 mức giá của xe nó về đến cái mức giá mà mơ ước luôn thật ra sự giờ mọi người cứ bảo xe Việt Nam đắt nhưng mà xe Việt Nam mình không đắt không nhỉ mình à, em cùng phân tích cho nhà mình xem nhé đầu tiên là về chiếc CRV này bây giờ nó chỉ có hơn 900 mà trước đây nó tỷ 2 tỷ 3 thì rõ ràng nó đã giảm đi rất là nhiều hay có Santa Fe Santa Fe có thời điểm cao nhất mọi người lăn bánh nó phải tỷ 6 mà bây giờ mua mới tinh có 1 tỷ 2 lăn bánh xong xuôi chắc hơn tỷ 3 thì rõ ràng là gì một cái mức giá nó nó khá là dễ chịu đặc biệt là CX5 CX5 trước đây có thời điểm nó lên đến 1 tỷ mốt một chiếc xe CX5 và bây giờ thì mọi người mua chỉ có giá khoảng tầm hơn 800 đến 900 là có thể lăn bánh được CX5 là rõ rẻ được gần à, đấy là tùy, tùy từng phiên bản nhé anh chị em nào đi xe thì thông cảm em để em nói là chung chung thôi thì một cx năm bây giờ chỉ hơn 900 triệu cả lăn bánh thì nói chung là khá là đẹp, khá là ngon. Thực sự thị trường xe ô tô bây giờ là cạnh tranh và giá là khá tốt. À, em nói với nhà mình chứ mọi người cứ bảo là xe ô tô Việt Nam đắt đắt thì nó chỉ đắt trên một số phương diện là những chiếc xe cao cấp và những chiếc xe mà còn có cái cái tỷ lệ nhập khẩu hoặc là cái thuế tiêu thụ đặc biệt nó cao thôi chứ còn về vấn đề liên quan đến những chiếc xe phổ thông kiểu kiểu như xung quanh một tỷ trở xuống ấy, thì xe Việt Nam không hề đắt à, mọi người cứ nhìn xem giá cả xung quanh đất nước xung quanh ấy, có những thời điểm có những cái đất nước châu Á nó cũng có cái mức giá còn cao hơn hoặc ngang nghỉ ở Việt Nam Việt Nam có một cái điều rất là hay là chi phí vận hành chiếc xe thì khá là thấp. Sau khi mọi người mua xe về thì mọi người chỉ trừ giá chi phí đăng ký, đăng kiểm hàng tháng và chi phí phí đường bộ có 200 300 ngàn một tháng không đáng bao nhiêu cả. Và à, cái chi phí bảo hiểm nhà người có cầu cái hay rất là hay ở Việt Nam không bắt buộc mua bảo hiểm. Nó chỉ bắt buộc mua bảo hiểm bắt buộc với cái loại có 480.000 một năm thôi, còn cái bảo, bảo hiểm thân vỏ ấy, ở Việt Nam không bắt buộc nhưng hôm, từ khi mà VinFast bán xe tại Mỹ thì mình thấy ở, ở Mỹ nó có những cái thứ luật nó quy định như vậy Ví dụ như một chiếc xe ở Mỹ như vừa rồi người ta cho thuê uh, chiếc uh, VF8 dưới dạng uh, Lease to Buy ấy, là mình uh, phải giả trước một khoản Sau đó hàng tháng mình giả những khoản khoảng 200 đến 300 đô một tháng ấy. Thì mọi người ngẫm xem 200-300 đô một tháng là tiền thuê xe là tiền gọi là tiền khấu hao chiếc xe mà giả lại cho, cho chủ xe đấy Chứ còn nhá, còn lại phải đóng thêm bảo hiểm từ 200 đến 300 đô tiền bảo hiểm nữa Có thêm một tháng người nước ngoài người ta mua xe người ta phải tốn rất nhiều chi phí uh, Duy trì nó có nghĩa là ngoài xăng xe ra một tháng người ta đã phải mất đến 6-700 đô như thế rồi à, xăng, xe, xăng mà đấy cũng phải mất khoảng uh, 2-300 đô một tháng người ta mất cả nghìn đô cho một chiếc xe ô tô mới uh, để đi được nhưng mà Việt Nam mình sao Việt Nam mình một tháng mà không đi gì xe nó vẫn ở đấy nó chỉ mất cần thì khấu hao xe thôi thì thực sự là ở Việt Nam ô tô là một cái sử dụng khá là rẻ thời điểm cả về giá mua cả về với chi phí dùng hàng ngày nên là anh chị em mà cảm thấy cái việc mà nhu cầu mua xe của mình có thì lên mua ok Tại bạn về vấn đề xe thôi thì về vấn đề con CRV này ấy, thì um, gầm bệ thì ở trong mức 7 điểm chấp nhận được Máy móc thì em hơi chê là uh, Nó yếu và nó Nó ổn Không biết là xe mới như thế nào Nhưng một chiếc xe này có một tiếng máy khá là ổn uh, Anh chị em nào đang đi Có thể đang đi survey Có thể thử, thử để lại comment xem đúng như vậy không uh, Thứ hai là cái hộp số nó chưa được mượt uh, So với kỳ vọng của em Mặc dù đề số CVT Là số rất là êm khi đi trong phố Đấy Thế thôi Thì Ờ uh, kính mong uh, sự, sự góp ý của anh chị em về những anh chị em mà đang đi xe này thì có thể góp ý xem là CRV uh, có cần phải uh, thay đổi gì không chứ thực sự là nhưng mà với mức tiền này thì chấp nhận được chứ còn với mức tiền cao hơn thì CRV em nghĩ là, là 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 cần phải xem lại à cái này không biết là tại sao lại bong hết đây này này bong hết chỗ này rồi hay là chỗ tỳ tay này à, tỳ tay này tỳ nhiều quá ra bong hết rồi cái da này thì không biết nó là da gì khả năng cao là da công nghiệp cái này đẹp là đẹp cái phân vân gỗ này, màn hình thay mới đẹp, màn hình gì thì không biết như thế nào, cái cần số này thì không uh, ok lắm. rồi ok, rồi uh, clip xin được chia sẻ nhà mình ngắn ngắn như vậy thôi. Để hẹn gặp lại nhà mình những cái cảm nhận tiếp theo của những chiếc xe tiếp theo. càng nhiều xe đến với em thì em sẽ chia sẻ càng nhiều cảm nhận với anh chị em về về sự khác biệt và và về 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 cái giá trị của nó sau bao nhiêu năm. ok, thôi em đi qua nhà anh bạn thứ hai để quay cuối tuần mà để giao lưu một tí. bye bye cả nhà nha.